À, xin chào, các bạn vẫn khỏe chứ? Trong tuần vừa qua, Adobe đã cập nhật một số tính năng cho phiên bản Lightroom Classic. À, qua đó thì các bạn có thể xóa người, xóa vật thể rất là nhanh và đẹp. Bên cạnh đó, chúng ta có thêm tính năng People để các bạn tạo vùng chọn trên người, trên tóc hay là mắt môi để các bạn điều chỉnh độ sáng, màu sắc ở trên những vùng đó được nhanh và chính xác hơn nữa. Để nâng cấp lên phiên bản mới nhất thì các bạn hãy đăng ký một tài khoản của Adobe, các bạn đăng nhập vào đây. Sau đó, các bạn nhấp vào phần update. Nếu như các bạn chưa có tài khoản này thì các bạn hãy tham khảo bài viết mình đính kèm ở phía dưới phần mô tả à, trong phiên bản này chúng ta có thêm tính năng mới để các bạn xóa người xóa vật thể nhanh và đẹp hơn để sử dụng các bạn chọn đến phần healing như vậy hoặc các bạn có thể nhấn phím rất là quy à, trong đây chúng ta có thêm tính năng container query Remove. các bạn nhấp vào như vậy sau đó các bạn đưa chuột ra ngoài màn hình thì các bạn thấy nó có một cái hình tròn như vậy cho biết kích thước của tính năng container query Remove. các bạn có thể nhấp vào phần xa như vậy để các bạn điều chỉnh kích thước ngoài ra các bạn có thể xoay con lan chuột các bạn kéo xuống để thu nhỏ hoặc các bạn xoay chuột đi lên để tăng kích thước như vậy rất là dễ đúng không bạn ví dụ ở trong trường hợp này mình muốn xóa người áo trắng và người ngồi giữa này thì mình sẽ nhấp vào đây để phóng lớn 100% à, chúng ta nhấp vào đây để thay đổi kích thước của cái brush các bạn thấy rất là dễ đúng không bây giờ các bạn chỉ việc tạo vùng chọn bao quanh người đó và chúng ta tạo vùng chọn lớn hơn người một chút như vậy thì xóa sẽ đẹp hơn bây giờ các bạn chỉ việc buông chuột ra như các bạn thấy à, xóa rất đẹp và rất thật đúng không nếu như các bạn thấy kết quả chưa như ý thì các bạn có thể nhấp vào phần refresh như vậy các bạn thấy mỗi lần nhấp thì nó sẽ thay đổi một chút nó cho ra một cái kết quả mới để các bạn xem kết quả nào đẹp nhất tương tự như vậy chúng ta xoay con lăn để tăng giảm kích thước và nhấp vào đây để xóa người còn lại các bạn thấy rất là dễ đúng không à, nếu như các bạn thấy kết quả chưa tốt thì các bạn chỉ việc nhấp vào phần refresh như vậy các bạn chọn ra kết quả tốt nhất. Ngoài ra các bạn có thể nhấn giữ phím Ctrl, sau đó các bạn kéo vùng chọn sang vị trí khác để các bạn lấy mẫu. Nhưng mà mình thấy tính năng này hoạt động rất là tốt rồi. Bây giờ mình và các bạn cùng chuyển qua phần tiếp theo để tìm hiểu thêm tính năng People để các bạn tạo vùng chọn trên người nhanh và chính xác hơn nữa. Để sử dụng tính năng này, chúng ta nhấp vào phần Masking như vậy hoặc các bạn nhấn phím tắt là Shift cộng với đúp. Mình muốn tạo vùng chọn bao quanh chủ thể thì mình có thể nhấp vào phần Subject như vậy. Ở đây chúng ta có một cái hình thu nhỏ và bao quanh người mẫu là một cái lớp màu hồng uh, cho biết vùng này đang được chọn các bạn có thể nhấp vào đây như vậy sau đó các bạn có thể tăng giảm độ sáng trên người mẫu như vậy các bạn thấy rất dễ đúng không ngoài ra các bạn có thể kiểm soát tất cả những cái thông số phía dưới à, với tính năng này thì các bạn có thể chỉnh ảnh ngược sáng rất là dễ các bạn có thể chỉnh độc lập trên người mẫu để cân bằng với cái nền phía sau mà các bạn không cần đến photoshop nữa à, bên cạnh phần subject các bạn có phần sky và phần background ví dụ các bạn muốn tạo vùng chọn cho bầu trời trong bức ảnh này thì các bạn nhấn vào phần Sky. Nếu như các bạn muốn chọn phần nền phía sau thì các bạn nhấn vào phần Background như vậy. Ví dụ, bây giờ mình muốn kiểm soát cái nền phía sau người mẫu thì mình nhấp vào phần Background. Nó sẽ tạo một cái vùng chọn màu hồng như các bạn đang thấy trên này. Và bây giờ chúng ta có thể kiểm soát độ sáng, màu sắc ở trên những vùng này. Ví dụ, bây giờ mình muốn tăng độ sáng lên một chút và mình muốn thêm một chút màu vàng vào cái nền trời phía sau thì mình có thể chọn đến phần Color như vậy. Và chúng ta thêm màu vàng vào đây. Các bạn thấy rất là đẹp đúng không? À, chúng ta có thể nghiêng qua màu cam một chút để bức ảnh của chúng ta trở nên sống động hơn. Bây giờ chúng ta có thể nhấn phím Y để xem trước và sau. Các bạn thấy từ một cái nền có nhiều màu xanh hơn, bây giờ chúng ta đã có một cái nền nghiêng về màu cam vàng nhiều hơn. Các bạn muốn tạo thêm vùng chọn nữa thì nhấp vào dấu cộng. Tại đây chúng ta chọn đến phần Select People. Như các bạn thấy khi chúng ta chọn phần Select People thì nó sẽ hiển thị cái gương mặt của người mẫu. Khi các bạn nhấp vào gương mặt như vậy, Lightroom sẽ phân tích chủ thể đó và nó sẽ tạo nhiều vùng chọn nhỏ hơn. Mình muốn điều chỉnh vùng môi của người mẫu thì mình nhấp vào phần Lip như vậy và chọn Create. Bây giờ chúng ta có thể điều chỉnh phần độ bão hòa màu để điều chỉnh vùng môi của người mẫu. Tất nhiên là các bạn có thể thêm những màu sắc khác. Ví dụ như vậy, các bạn thấy rất là dễ đúng không? Chúng ta có thể giảm xuống và chúng ta thay đổi những màu khác. À, với một thao tác rất đơn giản, chúng ta đã tạo vùng chọn chính xác trên môi của người mẫu và điều chỉnh màu sắc ở trên vùng đó mà không bị lem sang những vùng khác mà các bạn cũng không cần sử dụng đến brush như những phiên bản trước. À tương tự như vậy, chúng ta nhấp vào dấu cộng, chọn đến phần Select People. Ở trong đây, chúng ta chọn vào người mẫu và trong phần này, các bạn có thể chọn đến phần tít như vậy để các bạn chỉnh lại phần răng. Chúng ta chọn Create. Các bạn có thể nhấp vào phần độ bão hòa màu như vậy để các bạn điều chỉnh lại. Các bạn thấy à, với một thao tác rất đơn giản, răng của mẫu đã trắng hơn và trông đẹp hơn rất là nhiều. Các bạn thấy tuyệt vời không? Để các bạn hiểu rõ tính năng này, chúng ta sẽ nhấp vào dấu cộng như vậy. Tại đây, các bạn chọn đến Select People. Trong đây, chúng ta chọn đến phần tóc của người mẫu và nhấp vào phần Create Smart ở đây. Các bạn có thể nhấp vào phần Color như vậy. Các bạn có thể phủ thêm một lớp màu sắc vào đây. Các bạn thấy, chúng ta có thể thêm màu cam, màu vàng vào đây. Với một thao tác đơn giản như vậy, thì bức ảnh ngược sáng của chúng ta trông đã đẹp mắt hơn khá là nhiều. Các bạn có thể nhấn phím tắt là Y ở trên màn phím để các bạn xem ảnh trước và sau. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong hai tính năng quan trọng nhất ở trong phiên bản Lightroom Classic 2023. Bây giờ chúng ta đến với tính năng cuối cùng để các bạn có thể tạo vùng chọn nhanh và đơn giản hơn rất là nhiều. Ở trên đây có rất nhiều chủ thể, đó là những chiếc xe, những ngọn núi và những tấm biển báo. Ở trong những phiên bản trước thì các bạn cần sử dụng brush để các bạn tạo vùng chọn ở trên những vùng mà các bạn muốn chỉnh sửa. Nhưng ở trong phần này thì các bạn có thể sử dụng trí thông minh nhân tạo của Adobe để các bạn tạo vùng chọn. Các bạn hãy nhấp vào phần masking hoặc nhấn phím tắt là Shift V sau đó chúng ta nhấn chuột vào tính năng object để tạo vùng chọn thì chúng ta có hai cách một là các bạn sử dụng brush các bạn tô lên cái khu vực mà các bạn muốn phát hiện chủ thể hai là các bạn khoanh một ô vuông lên cái chủ thể đó thì nó sẽ phân tích cái chủ thể ở trong cái khu vực mà các bạn khoanh vùng thì nó sẽ tìm ra và tạo vùng chọn ở trên cái chủ thể đó nha. chúng ta sẽ sử dụng cách đầu tiên đó là sử dụng brush như vậy ví dụ mình muốn tạo vùng chọn trên cái xe này thì mình chỉ việc giữ chuột và kéo qua như vậy. Sau đó chúng ta buông chuột ra. Như các bạn thấy, Lightroom đang phân tích cái khu vực đó để tìm ra chủ thể và tạo vùng chọn ở trên cái chủ thể này. Như các bạn thấy, mình khoanh một vùng khá là lớn, nhưng mà nó đã tìm ra chiếc xe ở trong khu vực đó và phủ một lớp màu đỏ lên đây. Có nghĩa là chiếc xe này đang được chọn. Bây giờ các bạn muốn kiểm soát độ sáng hay màu sắc thì các bạn có thể làm như vậy. Như các bạn thấy, chúng ta có thể kiểm soát độ sáng riêng chiếc xe thôi. Tương tự như vậy, chúng ta có thể kiểm soát độ bão hòa màu. Và tất nhiên, các bạn có thể kéo xuống phía dưới để các bạn thay đổi tất cả những thông số và nó áp dụng lên chiếc xe đó. Nó, tính năng này nó sử dụng trí thông minh nhân tạo nên các bạn chỉ việc khoanh vùng cho nó biết tìm ở trong khu vực nào thì nó sẽ tìm ra cái chủ thể mà các bạn muốn. Nó rất là thông minh, các bạn có thể áp dụng cho hầu hết những thứ các bạn thấy ở trong cuộc sống. Ok, bây giờ chúng ta đến với cách lựa chọn thứ hai. Các bạn nhấp qua bên phải như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ giữ chuột trái và khoanh vùng ở trên cái khu vực mà chúng ta muốn tìm chủ thể. Ví dụ mình muốn tạo vùng chọn bao quanh chiếc xe này thì chúng ta sẽ nhấp chuột trái kéo một vùng lớn hơn chiếc xe như vậy, sau đó buông chuột ra. Lightroom đã tìm ra chiếc xe ở trong khu vực đó và tạo vùng chọn rất là chính xác. Để chọn nhiều chủ thể, chúng ta nhấp vào dấu cộng như vậy. Các bạn chọn đến phần Object. Ví dụ mình muốn tạo thêm vùng chọn quanh chiếc xe này thì chúng ta kéo chuột qua như vậy. Như các bạn thấy, Lightroom đã tạo thêm vùng chọn ở trên chiếc xe thứ ba. Rất là tuyệt đúng vậy. Các bạn có thể tạo vùng chọn cho những chủ thể khác. Ví dụ, mình muốn tạo vùng chọn cho tấm biển báo này thì mình kéo chuột qua như vậy. Các bạn thấy nó tạo vùng chọn rất là chính xác đúng không? Chứng tỏ là cái trí thông minh nhân tạo của Adobe rất là tốt. Bây giờ chúng ta có thể kiểm soát độ sáng như vậy. Ngoài ra, chúng ta có thể tăng giảm độ bão hòa màu như vậy. Để các bạn thấy được tính năng này nó thông minh như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ tạo vùng chọn bao quanh cái núi này ha. Chúng ta nhấp vào dấu cộng như vậy và chọn phần object. Chúng ta giữ chuột và kéo bao quanh ngọn núi như vậy. Các bạn hãy đợi một chút để Lightroom phân tích ở trong khu vực này đâu là chủ thể quan trọng nhất và nó sẽ tạo vùng trọn bao quanh cái ngọn núi cho các bạn. Như các bạn thấy, rất là tuyệt đúng không? Và sau khi tạo vùng chọn thì các bạn có thể kiểm soát độ sáng, độ tương phản hay bão hòa màu. Rất là dễ đúng không bạn? Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong những tính năng quan trọng nhất ở trong phiên bản Lightroom Classic 2023. Mình hy vọng qua những tính năng này thì các bạn sẽ áp dụng vào trong công việc để các bạn tiết kiệm thời gian hơn và có nhiều ảnh đẹp hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn thích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, cũng đừng quên tham khảo bài viết mình đính kèm ở trong phần mô tả. Còn bây giờ chúng ta phải tạm biệt rồi. Bye bye.